Rồi, xin chào mừng tất cả các em đến với buổi học ngày hôm nay. Thì trong cái buổi học ngày hôm nay thì thầy sẽ nói về bài áp suất. Thì trong phần áp suất này nó chỉ có 3 phần. Ba cái bài đó là áp suất về chất rắn, chất lỏng và chất khí. Thì trong cái clip này thầy chỉ nói về áp suất chất rắn thôi. Đây là những cái nội dung trong một cái series thầy làm về những kiến thức căn bản của môn vật lý 8. Ở đây thầy chọn những kiến thức trọng tâm để chúng ta làm. Mỗi một bài như vậy là thầy sẽ làm một cái clip. Thì trong cái phần này, những cái kiến thức này thì nó rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta nắm vững cái kiến thức của lớp 8, toàn bộ cái chương trình của lớp 8. Thứ hai đó là cái căn cứ, cái cơ sở. Chúng ta nắm chắc rồi, kiến thức rồi thì chúng ta sẽ vận dụng để làm những cái bài tập nâng cao. Và nó bổ trợ cho cái cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở mà thầy đang giảng và đưa lên trên YouTube. Thì chúng ta cũng, nếu bạn nào đã từng theo dõi thầy thì chắc sẽ đang theo dõi thì cũng đã biết là cứ mỗi một ngày thầy sẽ tải lên một bài. Và hiện tại khi chúng ta mà đang xem cái clip này thì đâu đó thầy cũng tải lên tới bài thứ 25, 26 rồi. Đó. Và trong cái phần mà để thuộc công thức á, thì thầy cũng đã có làm một cái clip là tóm gọn lại chúng ta học thuộc nhanh 5 cái công thức của vật lý 8. Cả cái chương trình nó chỉ còn trong vòng 5 phút thôi. Thầy cũng đã làm một cái clip đưa lên rồi. Nếu bạn nào chưa theo dõi thì mình có thể mở lại cái clip đó để chúng ta theo dõi. Rồi, vậy thì trong cái phần này là hôm nay chúng ta đi trọng tâm về cái bài đó là áp suất chất rắn. À, đó, áp suất chất rắn. Thì ở đây muốn đưa ra được áp suất là cái gì thì ở trong đây là đầu tiên mình phải nắm được cho thầy cái khái niệm là áp lực. Đó, áp lực. Áp lực thì nghe từ lực là mình biết nó áp lực, nó cũng là một cái lực. Vậy lực là như thế nào? Là tương tác giữa vật này lên vật khác thì người ta gọi là lực. Ví dụ thầy lấy chân thầy đá vào trái bóng thì có nghĩa là thầy đã tác dụng vào trái bóng một lực. Hoặc là mình lấy cái tay mình kéo cái sợi dây thì tay của chúng ta đã tác dụng một lực vào sợi dây. Đúng không? Hoặc là chúng ta đứng trên cái nền thì mình gây ra một cái lực lên cái nền. Thì tất cả những cái yếu tố đó người ta gọi là lực. Nhưng không phải cái lực nào cũng được gọi là áp lực. Vậy như thế nào thì mới được gọi là áp lực? Người ta định nghĩa áp lực là lực ép. Đó. Là một cái lực ép. Nhưng mà có cái này nè. Có phương vuông góc với mặt bị ép. Thì cái lực như vậy á, thì mới được gọi là áp lực. Có nghĩa là cái lực đó nó gây ra cái phương vuông góc với mặt bị ép thì được gọi là áp lực. Thầy lấy ví dụ, chúng ta tưởng tượng nha. Mình đứng trên một cái nền nhà thì chúng ta có khối lượng, có nghĩa là chúng ta có trọng lượng thì chúng ta sẽ gây ra một cái lực. Ví dụ như thầy lấy ví dụ thầy là 60 kg đi. 60 kg thì thầy có trọng lượng là nhân 10 lên là 600 Newton, đúng không? Thầy đứng trên cái nền nằm ngang như thế này. Thì thầy đứng lên đây, thầy tiếp xúc lên cái nền ha, đó. Thì thầy gây ra một cái lực vuông góc với cái mặt nền thì cái lực mà do thầy gây ra được gọi là áp lực. Vậy trong trường hợp này áp lực của thầy chính bằng trọng lượng của thầy là 600 Newton. Và cái chỗ mà cái chân thầy tiếp xúc với cái nền nhà này thì cái chỗ đó người ta gọi là diện tích tiếp xúc hoặc là diện tích bị ép cũng được. Đó. Ví dụ hai, ví dụ như mình lấy cái cây mình tác dụng thẳng vuông góc với cái tường. Đó. Thì cái lực ví dụ như áp tác dụng một lực là 20 Newton. Thì cái lực 20 Newton này trong trường hợp mà vuông góc với mặt tường thì được gọi là áp lực. Còn nếu như chúng ta tác dụng một cái lực như thế này nó không vuông góc với cái tường thì cái lực 20 Newton này thì được gọi là lực thôi chứ không được gọi là áp lực. Vậy nó muốn trở thành áp lực thì cái lực đó phải vuông góc với mặt bị ép. Rồi, cái khái niệm thứ nhất là áp lực. Thứ hai là áp suất. Vậy thì áp suất là nó như thế nào? Hai cái này nó khác nhau mấy bạn nha. À, thầy lấy ví dụ cho chúng ta dễ hiểu nè. Khi chúng ta đi trên cái nền thì rõ ràng là mình tác dụng một cái lực lên cái nền và nó vuông góc với mặt bị ép thì cái lực đó được gọi là áp lực. Được chưa? Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta thấy là hai người khác nhau đi trên cái nền mà để cho dễ thấy thì ví dụ như đi trên cái nền đất mềm hoặc là đi trên cát thì chúng ta thấy là chúng ta bị lún trên cái cát. Vậy khi chúng ta đi mà nó lún trên cái cát đó thì người ta gọi là mình đã gây ra một cái áp suất. Và rõ ràng hai người khác nhau thì cái độ lún nó khác nhau chứ nó không giống nhau.
Chúng ta thấy không, rõ ràng là như vậy. Thì cái anh nào á mà cái chân bị lún sâu vào trong cát hơn thì người ta nói là cái anh đó anh gây ra áp suất lớn hơn. Vậy ở đây mình hiểu nôm na cái áp suất là cái gì, là cái kết quả mà do cái áp lực gây ra trên cái diện tích bị ép nào đó, thì cái đó được gọi là áp suất ha. Mình hiểu đơn giản là cái kết quả nó gây ra thôi. Ví dụ như mình lấy cái con dao mình chặt vào cái cây, thì cái con dao đó nó sẽ ăn sâu vào cái cây. Thì trong trường hợp mình chặt lần một là nó ăn vào nửa cái cây, trường hợp hai mình chặt mạnh hơn thì nó làm gần đứt cái cây đó. Thì trong trường hợp hai thì người ta nói là nó có gây ra áp suất lớn hơn trường hợp một. À, hình dung ra chưa? Vậy cái áp suất là cái kết quả mà do cái áp lực đó nó gây ra trên cái diện tích bị ép nào đó thì được gọi là áp suất, được chưa? Và công thức tính áp suất là gì? Công thức tính áp suất này, áp suất người ta ký hiệu là B. Áp suất là bằng độ lớn của áp lực trên cho một đơn vị diện tích bị ép nào đó, được chưa? Rồi thì cái này nè, trong đó ép cái này được gọi là áp lực. À, mà áp lực thì nó cũng là lực, thì đơn vị của lực là Newton. À, chúng ta học lại cái công thức luôn. Còn S này nè, người ta gọi là diện tích bị ép. Mình hiểu nôm na nó cũng là diện tích tiếp xúc luôn, cũng được. Đó, hai cái đó là một thôi. Và đơn vị của diện tích bị ép là mét vuông. À, rồi, còn cái B này được gọi là áp suất. Áp suất. Vậy đơn vị của nó là gì? Mình thấy nè, áp suất là đơn vị, áp suất nó phụ thuộc đơn vị của áp lực và đơn vị của diện tích bị ép. Áp lực là Newton trên cho diện tích bị ép là mét vuông. Vậy đơn vị của áp suất chính là Newton trên trên mét vuông. Đó. Và một Newton trên mét vuông người ta đặt là một Pascal. Pascal ký hiệu là chữ BA, cái này đọc là Pascal. À, đó. Là bằng một Newton trên mét vuông. Rồi, đây là cái công thức căn bản của nó. Nào, rồi. Thì khi mà ở trong bài thì như vậy, nhưng mà bây giờ để mình dễ nhớ thì cái cách là dễ nhớ là mình biến đổi thành một cái câu nào đó để mình nhớ cho lâu, rồi sau đó mình biến đổi ngược lại cái công thức mà mình cần. À, cái mục đích là để mình nhớ cho dễ và cho lâu thôi. Vậy thì mình thấy nè, cái công thức là B bằng F trên S, đúng không? Thì bây giờ thầy có thể, thường là thầy hay biến đổi về hàng ngang cho nó dễ, nó thuận tiện cho mình. Thì mình nhân chéo chia ngang thôi, F mà nhân với mẫu dưới đây là một nè, bằng B nhân S nè. Vậy tìm F thì nhân chéo chia ngang thôi. F không nhân với một nữa mà nhân chéo là B nhân S, đúng không? Nhân chéo lên, B nhân S chia cho một là B nhân S. Đó. Và từ đây thầy nghĩ ra một cái câu để thầy nhớ cho nó lâu. Đây là F, đúng không? Đây là F nè. Phải sống, đó. Giống như hôm trước có cái câu sống vì tiền vậy đó, phải không? Rồi. Thì mình đọc như thế này là mình viết cái hàng ngang là không bao giờ mình bị lộn. Đó, thấy chưa? Nhớ rất là dễ, F phải sống. Rồi. Thế thì nếu từ đây mà bây giờ mình thấy là muốn tìm S hoặc tìm B thì dễ rồi, thầy bày rồi. Thì B với S này là một bên dấu bằng, chữ F là một bên dấu bằng, được chưa? Muốn tìm thằng nào thì lấy bên kia dấu bằng, chia bên này dấu bằng, vậy thôi. Thầy lấy ví dụ, nếu mà thầy tìm B thì lấy bên kia dấu bằng của thằng B là thằng nào? Chính là thằng S. Chia bên này dấu bằng là thằng nào? Là thằng S nè. Ví dụ thầy muốn tỉnh thằng S thì lấy bên kia dấu bằng là thằng nào? Là thằng S. Chia bên này dấu bằng là thằng nào? Là thằng B. Được chưa? Rồi. Do đó thì cái suy ra này, chúng ta biết cái cách thì chúng ta suy ra được thôi, đâu cần học gì đâu. Phải không? Vậy thì để cho nhớ cho dễ thì từ cái công thức này, à, thầy nhớ thành cái câu này, F phải sống. Để thầy dụ mục đích là gì? Mình nhớ cho lâu và không bị sai thôi chứ có gì đâu. Phải không? Rồi. Sau đó mình muốn tính công suất thì mình suy ra, à, tính áp suất thì mình suy ra áp suất. À, rồi. Vậy thì đây là cái kiến thức căn bản của nó. Nhưng bây giờ thầy sẽ cho chúng ta một vài cái ví dụ để chúng ta xem thử vận dụng nó vô bài như thế nào, để làm sao à, mình vận dụng được. Chứ còn thường là chúng ta học công thức nhưng mà chúng ta không biết cách áp dụng thì cũng chưa được. Cái bước 1 của môn vật lý là bước 1 là mình phải thuộc công thức. Mà để dễ thì thường là có cái câu nào đó chúng ta dễ thuộc, dễ nhớ. Và từ đó chúng ta biết cách chúng ta suy luận ngược trở lại để chúng ta tìm những cái công thức liên quan tới nó. À, tại vì liên quan tới nó có nhiều công thức lắm. Nhưng mà mình biết cái cách biến đổi rồi thì nó rất là dễ. Cái này không cần học mà chúng ta cũng biết, đúng không? Vậy quan trọng của cái bài này thì chúng ta có một câu thôi, F phải sống là chúng ta thuộc rồi. Rồi, còn những cái đại lượng ở trên riêng rẽ ra, ví dụ như là lực là đơn vị là gì chúng ta cũng học rồi. Diện tích đơn vị là gì chúng ta cũng học rồi, đúng không?
Rồi, chúng ta chỉ học bổ sung thêm là áp suất đơn vị là gì nữa thôi. Rồi, vậy thì nếu mà chúng ta biết cái công thức của nó thì chúng ta cũng sẽ suy ra được cái đơn vị luôn. Đó, và mình làm bài tập chừng vài ba lần thì chúng ta quen. Được không? Rồi, bây giờ áp dụng vô để mình làm nè. Thì có một cái, đây cũng chính là cái bài dễ ở trong sách giáo khoa thôi. Đó, nhưng mà mình làm được những cái bài căn bản này rồi á, thì những bài khó hơn thì mình sẽ có cơ sở để mình làm. Rồi, bây giờ là thầy làm câu C4 trước ha. Rồi, câu C4 nè. Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, làm giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế. Vậy mình có hai ý. Trả lời ý 1. Nguyên tắc để làm tăng, giảm áp suất. Thấy không? Nguyên tắc để làm tăng, giảm. Có nghĩa là ý người ta muốn hỏi mình muốn làm tăng áp suất thì làm sao? Muốn làm giảm áp suất thì làm sao? Vậy thì xuyên suốt cả cái bài, cả cái chương trình thì mình cứ nhớ nè. Họ hỏi cái yếu tố nào, hỏi cái đại lượng nào thì mình đưa công thức đó ra. Trong bài này họ hỏi là làm tăng, giảm áp suất. Có nghĩa là họ hỏi về áp suất. Thì em đưa công thức tính áp suất ra. Đúng không? Thầy thuộc là thầy ghi ra luôn rồi nè. Là B bằng F trên F. Còn nếu như cảm giác mà thầy mông lung chỗ này thì thầy nhớ là cái câu F phải sống để thầy suy ra. Hình dung ra không? Đó, cái cách là như vậy. Rồi, vậy thì đưa ra đúng cái công thức tính áp suất là B bằng F trên F. Thì mình thấy B này là trên tử bởi vì mẫu nó là bao nhiêu? Mẫu nó là một đó. B chia 1 là B, do đó là họ không ghi số 1 ở dưới. Họ để chữ B cho nó đẹp. Vậy có nghĩa là B trên tử. Còn bên này là gì? F cũng trên tử. Còn S thì nó là dưới mẫu. Chúng ta thấy không? Rồi, cái cách nhớ dễ lắm nè. B ở trên tử, F ở trên tử. Hai thằng cùng ở trên tử thì gọi là tỷ lệ thuận với nhau. Tỷ lệ thuận mình hiểu có nghĩa là gì? Nếu mà tăng F lên thì B cũng tăng theo. Có nghĩa là tăng áp lực thì dẫn đến tăng áp suất. Ngược lại nếu người ta giảm áp lực thì thằng áp suất nó cũng giảm. Mới gọi là tỷ lệ thuận. Hoặc ngược lại, bây giờ muốn tăng áp suất thì cái thằng áp lực này nè, người ta phải làm tăng lên. Thì gọi là thuận. Rồi, người ta muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực. Đó, hai cái nó tương quan với nhau như vậy. Đó. Còn vì nó cùng trên tử nên là mình biết nó hai đại lượng nó tỷ lệ thuận với nhau. Rồi, đó là một. Cái này mình hiểu thôi, không cần phải học thuộc gì cả. Em nghe một lần là em nhớ thôi mà, đúng không? Rồi cái thứ hai, B là trên tử, còn S này là dưới mẫu. Một cái ở trên tử, một cái ở dưới mẫu thì nó ngược nhau, đúng không? Mình thấy nó ngược nhau. Ngược nhau thì gọi là tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ nghịch có nghĩa là hiểu là sao? Nếu mà tăng tiết diện lên thì áp suất này nó phải giảm, nghịch mà. Nghịch là ngược lại, nó phải giảm xuống. Nếu mà giảm diện tích thì lại tăng áp suất. Hoặc là mình làm ngược lại, nếu muốn tăng áp suất thì bên này phải làm giảm diện tích bị ép. Muốn làm giảm áp suất phải làm tăng diện tích bị ép. Được chưa? Rồi, vậy thì từ đây chúng ta có những cách như sau. Chúng ta có những cách như sau. Rồi, xóa cái này đi. Vậy thì họ hỏi muốn tăng áp suất, đúng không? Vậy thì bây giờ mình thấy nè. Áp suất này nó phụ thuộc vào hai yếu tố là áp lực và diện tích bị ép. Vậy, thứ nhất, muốn làm tăng áp suất thì đối với áp lực chúng ta phải làm tăng nó lên. Đúng không? Bởi vì cùng tỷ lệ thuận. Còn đối với diện tích bị ép thì chúng ta phải, nó nghịch thì chúng ta phải làm ngược lại là phải giảm diện tích bị ép. Vậy muốn tăng áp suất thì phải tăng áp lực và giảm diện tích bị ép. Nếu làm được đồng thời cả hai yếu tố này thì tuyệt vời. Còn thực tế, trong thực tế có một số trường hợp là muốn làm tăng áp suất nhưng mình không thể làm tăng áp lực được vì lý do gì đó cái áp lực nó không tăng được thì chúng ta chỉ còn tác động vào một yếu tố thôi, đó là giảm diện tích bị ép. Còn nếu như mà không làm giảm được diện tích bị ép nữa, có nghĩa là hai đại lượng này không đổi thì chúng ta không có cách nào để làm tăng giảm áp suất hết. Hình dung này chưa? Đó. Rồi, vậy thì cái cách tốt nhất là mình đã thay đổi được cả hai đại lượng luôn là tốt. Vậy muốn làm tăng áp suất thì phải tăng áp lực và giảm diện tích bị ép. Đó, nhìn vô cái này, mình nhìn vô công thức là mình tự ghi ra được, không cần học thuộc. Đúng không? Rồi vậy thì ý thứ nhất là một là muốn làm tăng áp suất nè. Phải làm tăng áp lực.
và giảm diện tích bị ép. Được chưa? Đó, chúng ta nhìn công thức là chúng ta nhớ luôn, không cần phải học thuộc đâu. Nhiều bạn không biết cách là cứ ngồi ôm học thuộc rồi không bao giờ học được. À, chúng ta để ý như vậy. Rồi, bây giờ thứ hai. Họ hỏi hai ý mà tăng và giảm thì ngược lại thôi, bây giờ giảm thì nhìn trên hình mình cũng thấy nè. Muốn giảm áp suất đúng không? Thì áp lực làm sao? Phải giảm. Vì áp suất với áp lực là hai thằng này cùng trên tử là tỷ lệ thuận. Thằng này muốn giảm thì thằng này phải giảm. Còn đối với diện tích bị ép thì tỷ lệ nghịch. Thằng này muốn giảm thì thằng này phải tăng. Vậy muốn giảm áp suất thì giảm áp lực và tăng diện tích bị ép. Đúng không? Rồi, vậy thì muốn làm giảm áp lực. Giảm áp lực thì làm, à nhầm, muốn làm giảm áp suất chứ nha, muốn làm giảm áp suất thì làm giảm áp lực đó. Thầy cứ đưa ra đó là thầy nhớ, thầy nhìn thầy thấy thầy trả lời thôi chứ không cần phải thuộc đâu. Và tăng diện tích bị ép. Được chưa? Rất là dễ. Và thầy nói luôn là nó xuyên suốt trong chương trình á, trong vật lý của mình á, là cứ họ hỏi tới đại lượng nào mà cần làm tăng, làm giảm, làm thay đổi gì đó, chúng ta cứ đưa công thức tính cái đại lượng nó ra là xong, rồi chúng ta dựa vào đó chúng ta biện luận. Được chưa? Rồi, ý thứ hai, nêu những ví dụ về việc làm tăng, làm giảm áp suất trong thực tế. À, rồi. Thế thì bây giờ mình thấy nè. Cái này chắc nói chúng ta nghe là cũng cũng hiểu rồi ha. Ví dụ như, à ví dụ như nè. Khi chúng ta đi trên cái nền đất, khi chúng ta đi trên cái nền đất. Ví dụ đi vô những cái chỗ mà bùn lầy á là chúng ta dễ bị lún. Đúng không? Và dễ bị lún, có nghĩa là lún càng nhiều là do chúng ta gây ra áp suất lên cái nền nó càng lớn. Vậy mục đích trong trường hợp thực tế này là chúng ta muốn làm tăng hay giảm áp suất của chúng ta lên nền. Rõ ràng là không ai muốn bị lún nhiều hơn nữa, mà muốn ít lún hơn. Ít lún hơn có nghĩa là ít gây ra áp suất hơn. Vậy trong trường hợp này muốn giảm áp suất, đúng không? Giảm áp suất. Vậy muốn giảm áp suất thì mình theo công thức này nè, mình có hai cách. Một là giảm áp lực, bởi vì tỷ lệ thuận. Vậy giảm áp lực là sao? Áp lực trong trường hợp người mình mà đi trên cái nền đất á, là áp lực là bằng với trọng lượng của người. Thầy lấy ví dụ là trọng lượng của thầy là 600 Newton, là bởi vì thầy 60 kg. Thì thầy gây ra một cái áp lực là 600 Newton. Mà bây giờ bảo giảm cái áp lực đi, có nghĩa là giảm cái trọng lượng thầy xuống. Giảm bằng cách nào được? Chỉ còn cách là chắc chặt bỏ tay chân thôi. Bỏ bớt đi, bỏ càng nhiều thì nó càng càng giảm được, đúng không? Nhưng thực tế điều này không làm được. Ai mà muốn đi trên nền đất mà bỏ cái chân mình đi, đúng không? Do đó với cái yếu tố này là không thể thay đổi được, em không thể làm giảm áp lực được, thì mình coi mình tác động tới yếu tố thứ hai, đó là diện tích bị ép. Vậy muốn làm giảm áp suất thì diện tích bị ép phải làm sao? Tăng lên. Được chưa? Tăng diện tích bị ép lên, bởi vì nó tỷ lệ nghịch mà. Vậy tăng diện tích bị ép, vậy là tăng bằng cách nào? Bình thường chúng ta đi bằng hai chân thì cái diện tích tiếp xúc chính là diện tích chích tích hai cái bàn chân của mình. Vậy thì bây giờ bằng cách nào đó mình tăng cái diện tích tiếp xúc lên, thì chỉ còn một cách thôi, tìm cái tấm ván nào to hơn mình đặt lên đây nè, rồi mình đi trên đây. Vậy khi mình đi trên đây là mình, cái chân mình đè trên tấm ván, nhưng mà thực ra là cả cái tấm ván này nó đè trên cái mặt nền. Vậy có nghĩa là diện tích tiếp xúc lúc này là cả cái tấm ván chứ không phải là cái bàn chân mình nữa. Nên tăng diện tích tiếp xúc lên thì mình để ít bị lún hơn. Và rõ ràng thực tế mình thấy người ta bắt những tấm ván qua chỗ nền đất yếu thì mình đi trên đó vô tư, đúng không? Thì đây là một cái cách để làm giảm áp suất trong thực tế. Vậy chưa? Rồi. Còn muốn làm tăng áp suất thì sao? Thầy lấy ví dụ. Bây giờ mình muốn có một cái cây cọc như thế này. Em muốn đóng xuống, em làm cái hàng rào á, ha, đóng xuống. Thế thì mình muốn, mục đích là mình muốn đóng cái cây cọc này xuống sâu, càng sâu vào trong đất càng tốt. Ví dụ nó xuống tới đây chẳng hạn, đó. Càng sâu càng tốt. Được chưa? Muốn đóng cái cây cọc xuống càng sâu càng tốt. Bởi vì để mình đóng cái cây xuống để mình làm hàng rào. Vậy thì bây giờ mình dựa lên trên để mình thấy nè. Bây giờ vậy thì muốn đóng càng sâu có nghĩa là mình muốn tăng hay giảm áp suất các bạn.
có phải là mình muốn làm tăng áp suất đúng không? Tăng áp suất. Rồi. Vậy là tăng áp suất thì bây giờ B tăng thì mình thấy có hai cách. Đúng không? Coi thử có thay đổi được cách nào không? Vậy là đối với áp lực là tỷ lệ thuận nên mình cũng phải làm tăng. Tăng áp lực có nghĩa là gì? Tăng lực tác dụng vào cái cây này. Vậy bình thường mình muốn cái cây này mà nó đi xuống thì mình phải lấy cái búa mình đóng như gì nữa. Vậy bây giờ thay vì đóng nhẹ mình đóng càng mạnh, càng nhiều lực càng tốt. Vậy đồng thời phải đánh mạnh lên. Rồi, yếu tố thứ nhất là đóng mạnh xuống. Yếu tố thứ hai, muốn làm tăng áp suất đối với diện tích bị ép thì sao? Vì nó tỷ lệ nghịch. Tăng thằng này thì phải giảm thằng này. Giảm diện tích tiếp xúc. Vậy diện tích tiếp xúc ban đầu là cái cây cột như thế này. Vậy bây giờ muốn giảm thì làm sao? À, đối với cái cây gỗ hoặc cây sắt thì mình thấy bao giờ người ta cũng giảm thì bây giờ người ta vót nhọn cái đầu đó lại cho cái diện tích tiếp xúc với mặt đất nó nhỏ hơn, đúng không? Và cái mũi này càng nhọn, người ta mài càng nhọn. À, cái cây ví dụ như thế này tới chỗ đây cái người ta mài nhọn nó xuống này. Càng nhọn bao nhiêu thì cái diện tích tiếp xúc càng nhỏ. Đúng không? Mà càng nhỏ thì dẫn đến là tăng được áp suất, có nghĩa là cái cây nó dễ bị lún vào trong này hơn. Vậy thì trong thực tế người ta làm áp dụng cả hai yếu tố luôn. Một là vót cái cây cho nó nhọn. Hai là đóng cho nó mạnh xuống. Có nghĩa là vừa giảm diện tích bị ép và vừa tăng áp lực thì dẫn đến là tăng áp suất. Chúng ta thấy không? Đó. Vậy thì tăng áp suất rất là dễ dàng. Vậy thì chúng ta cứ tùy theo trường hợp thực tế mình xét từng yếu tố một có thể thay đổi được yếu tố nào hay không, hay là thay đổi được cả hai. Nếu thay đổi được cả hai thì chúng ta áp dụng luôn cả hai cách, đúng không? Cả hai yếu tố đó vào thì cái dẫn đến cái áp suất này nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Và tùy theo cái mong muốn của con người trong mỗi tình huống cụ thể, có thể là mình muốn tăng áp suất, có thể là mình muốn giảm áp suất, đúng không? Đó. Hoặc là một cái ví dụ nữa, mình lấy cái cây mình chặt cái cây chuối chẳng hạn, lấy cái con dao mình chặt cái cây chuối chẳng hạn, thì rõ ràng bây giờ mình muốn chặt ngang vào cái cây thì mong muốn khi nào người ta muốn chặt là cái là cho cái cây nó đứt luôn, phải không? Chứ không ai mà người ta có cái cây chuối mà người ta phải chặt 100 nhát nó mới đứt thì thôi nhé. Làm gì, đúng không? Nhưng mà có cái con dao nào đó mà chặt một phát đứt luôn thì rất là tuyệt vời, bởi vì cái mong muốn của con người ta là muốn chặt đứt cái cây đó, phải không? Hoặc là một cái cây gỗ nào đó. Vậy có nghĩa là muốn chặt mà nó đi, cái con dao nó đi sâu vào trong gỗ. Vậy là mình muốn tăng hay giảm áp suất các bạn? Tăng áp suất đúng không? Thì đấy, tăng áp suất thì giống như lúc nãy thôi. Vậy thì tăng áp lực lên. Có nghĩa là làm sao? Chặt mạnh lên. Rồi, yếu tố 1 làm được. Thay vì lúc nãy tôi chặt nhẹ, bây giờ tôi chặt mạnh lên. Yếu tố thứ hai, giảm áp suất. À, giảm diện tích bị ép. Tăng áp suất thì giảm diện tích bị ép. Vậy giảm diện tích bị ép thì giảm làm sao? À, cái con dao mình thấy là một đầu thì nó to, một đầu thì người ta mài nhỏ. Cái phần người ta gọi là cái lưỡi dao đó. Càng mỏng càng tốt. Có nghĩa là càng mỏng thì cái diện tích tiếp xúc càng nhỏ. Càng nhỏ thì nó càng gây ra áp suất lớn, có nghĩa là đi sâu vào trong cái cây này càng nhiều. Vậy thực tế thì mình thấy con dao họ làm như vậy. Chứ không ai mà cái con dao mà hai cái bề nó bằng nhau hết. Chúng ta có thấy điều đó không? Rồi, thì đó là một vài cái ví dụ về làm tăng, làm giảm áp suất trong thực tế. Được chưa? Rồi. Thì đó là một số cái yếu tố nó liên quan tới cái bài áp suất chất rắn. Không biết cái video này là nãy giờ bao nhiêu phút rồi. Thầy thấy là mỗi cái video thầy làm lên không biết nói hăng say kiểu gì mà cái nào nó cũng dài hết, không biết mấy bạn nghe nó ngán không biết. Thôi thử cái này thôi, chắc làm ngắn ngắn vài tới này thôi ha. Rồi nếu bạn nào mà muốn thì làm những cái video mà dài hơn, cứ mỗi cái rồi làm cho nó đủ thứ trong đó hết thì chúng ta bình luận xuống phía dưới thầy để thầy biết thử nha. Để cho dễ dàng thôi chúng ta cứ bình luận số 1 đi. Thầy thấy số 1 là thầy biết là chúng ta mong muốn cái điều đó. À, gõ nhanh xuống, số 1 là xong, enter là xong. Được chưa? Và thầy biết là những cái video sau là thầy sẽ tiếp tục là thầy sẽ nói mở rộng hơn, nhiều ví dụ hơn, làm nhiều bài tập hơn liên quan tới cái phần này. Đó. Chứ còn kiến thức căn bản thì nó chỉ có một nội dung này thôi. Nhưng mà thực ra nếu mà lấy ví dụ rồi làm thêm nhiều bài tập thì làm cả ngày nó cũng không hết. Đó. Nhưng mà là vấn đề là các bạn nghe, các bạn tiếp thu nhiều á là các bạn có ngán hay không thôi nha. Rồi cứ mạnh dạn bình luận xuống. Nếu mong muốn thì bấm số 1, mà không mong muốn như thế này thôi thì bấm số 2. Đó. Cứ muốn là số 1 và không muốn là bấm số 2 để thầy biết nha các bạn. Rồi, rất là cảm ơn các bạn theo dõi cái video clip này. Và các bạn nếu có mong muốn nhu cầu thì chúng ta tiếp tục.
thì thầy sẽ làm lần lượt cho hết 6 cái bài căn bản trong cái chương trình vật lý 8 để chúng ta cùng theo dõi, để chúng ta nắm kiến thức nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.